Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức tiếp tục lên cho anh em những mẫu xe. Hôm nay thì là ba con xe 4 máy của hai hãng ha. Honda CB650, Kawasaki Z8 và mẫu Kawasaki Z1000. Đây, những mẫu xe gọi là bền bỉ, rồi dễ chơi, dễ sửa, dễ bảo trì, bảo dưỡng ha. Là những anh em nào mà đặt chân lên những con 4 máy như vậy là cực kỳ dễ chơi luôn. Tư thế ngồi thoải mái nè, máy móc ngon lành, bền, ABS trước sau đầy đủ ha, để anh em mình an toàn hơn ha. Ok, thì bây giờ em sẽ review chi tiết từng xe để anh em mình tham khảo nha. Anh em mình có cần nghiên cứu thêm những dòng xe khác thì bên em vẫn có thể là truy cập vào website. Đó. Cảm ơn em. Rồi, đầu tiên thì em xin phép review cho anh em mẫu Honda CB650 biển Sài Gòn, giá hiện tại là 187 cũ 8 nha, đăng ký 2019. Màu bạc này là bạc đen anh em ha. Nhưng mà chất xe những con này thì nếu mà tính chung thì dòng 4 máy thì những xe này đã zin hết rồi anh em. Chủ yếu là những cái dòng xe này là dành cho những anh em nào đứng tuổi xíu ha. Đó, chạy cà phê, lâu lâu làm tour nhẹ nhẹ. Nên là chất máy xe đâu rất là êm, rất là bền. Chủ xe giữ xe cũng khá là kỹ nữa ha. Một cái clip này review cho anh em xe coi chơi chơi sương sương thôi là đã tốn hơn 600 củ rồi. Nặng đô thật, 500 mấy 600 củ rồi anh em. Chất xe zin hết nha anh em, liền lạc ha. Tay thắng, tay côn, ghi đông rồi các thứ đẹp hết nha. Đó, các chi tiết trên xe rất là ổn định luôn. Phụ upside down thì của Showa rồi. ABS, công chức năng nhiều công nghệ hay gì đó thì Honda không phát triển nhiều trên các mẫu xe này anh em ơi, nên là độ bền nó cực kỳ cao luôn. Hiện tại em này đã lên được một cặp vỏ Road 5 mà rất là mới luôn ạ. Nè, gai chỉ vỏ rồi này nó còn rất là mới luôn, còn gai gió luôn ha. Là anh em thấy đỡ hết tốt mà gần chục cũ rồi, 7-8 cũ cho cặp vỏ rồi anh em. Ốc tán theo xe hả, đẹp ha, sáng trưng nha, dĩa dày cui luôn. Heo nít sinh thì đối xứng là hai con hai bên rồi. Chung là mấy cái chi tiết này mấy chi tiết zin hết nha anh em, không có gì mà độ thêm á. Đây, lắp che két nè, RG chống đổ RG ha. Còn anh em nào mà thích này bô zin hả, em vẫn hỗ trợ khi mà anh em mà không thích chơi bô độ hả, lên bô móc. Nếu mà anh em mà thích mà tiếng nó hơi lớn lớn xíu á thì bên em vẫn hỗ trợ cho em bô móc. Đi nó âm thanh nó cũng khá là hay, không khác gì xe độ, xe bô độ đâu, mà nó an toàn hơn. An toàn ở chỗ là anh em mà có bị mấy anh can anh dịnh lại thì cũng sẽ nhẹ tội nha anh em. Ốc nguyên zin hết nè. Đó. Máy móc sạch sẽ. Xe 3 full body rồi anh em ơi. Cặp vỏ trước sau là rất là chất lượng ha. Gai chỉ là đầy đủ luôn. Đây. Gai chỉ là dày cui luôn. Đó. Cặp vỏ này không, nếu mà rót 5 mà cũng phải 7 triệu mấy, 8 triệu mấy, 9 triệu gì á. Ốc tán theo xe hết nha, đẹp luôn. Zin hết, dĩa dày, ABS đẹp luôn nè. Luôn là những con xe này anh em thường là chơi trải nghiệm, đi phố, đi cà phê. Đó. Có thể là áp dụng cho đi làm hàng ngày, nếu những anh em nào đi chuyến hành trình mình đi hơi xa vài chục cây số, đường đẹp đẹp thì anh em đi những con này rất là sướng nha.
chạy rất là nhẹ nhàng luôn, bốn máy nữa, trời ơi siêu siêu đã nha anh em, yên liền. Thì CB 650 thì có thiết kế dòng Snellbox ha, giống như đàn anh CB 1000, nên là dáng vừa có lai chút một cổ điển ha. Đó, chất xe đẹp, nhôm sinh dễ sáng, ốc tán liền lạc hết. Đó, ốc anh em thấy không, tươi xanh quá đẹp. Xe này chỉ còn thiếu mỗi một cái thứ thôi nè, là thiếu những vị khách đẹp trai cao to đó, lấy cục tiền đinh vô lấy gì thôi đó, chứ giờ hết thiếu gì rồi, thiếu xăng nữa, thiếu tiền đổ xăng nữa nè. Đó, thiết kế đèn tròn led đó. À, nhìn rất là đẹp ha, cổ điển, mẫu xe rất là dễ tiếp cận đến người dùng luôn, đơn giản nhẹ nhàng. Quá đã, nghe tiếng bốn máy là rất là đã nha. Sau khi mà review những con này xong mà về mà những con một máy là mở mấy máy lên là em hết muốn review rồi. À, nghe nó có phê. Honda CB 650 biển Sài Gòn giá 187.187 củ 8 nha, đăng ký 2019. À, anh em nào có nhu cầu thì alo cho em ha. Tiếp tục là mẫu xe Kawasaki Z800 biển Sài Gòn, giá chỉ có 139 củ 8 thôi nè, đăng ký 25. Và bên em còn khoảng đâu đó 4 tới 5 xe. À, nên là anh em cứ việc qua cửa hàng để mình chốt sớm ha, chốt những con xe yêu thích. À, màu sắc đồ chơi trên xe hay như thế nào đó, chất xe mỗi xe, xe cũ thì mỗi xe chất xe nó khác nhau, chứ không phải như xe thùng. Còn mỗi xe nó có lên một cái đồ khác nhau nha anh em. Chẳng hạn như con này ha, thì đã được hạ phục sâu và phục trước, nên là những anh em mà chiều cao dưới 1m65 là lý tưởng, vẫn xử lý được em nó. Đó, anh em đừng có ngại nha, anh em có thể là tới trực tiếp cửa hàng để mình ướm thử xem như thế nào. À, còn con này thì đã được bên em hạ rồi nè. À, nên là anh em cứ ở 1m65 đổ lại là anh em chơi được hết nha. Còn nếu mà đúng zin của nó là chiều cao yên con này là cực kỳ khủng khiếp, cao cao hơn Z1000 đó anh em. Rồi, đây cũng là một mẫu xe 4 máy, giá rất là mềm, 130 máy cũ nha. Xe này thì đi được gương gù, tay côn của Racing Boy ha, kiến trắng gió, che kết chống đổ, bảo vệ lốc máy thì không phải bàn rồi anh em. Đây, xi nhan led nè, đèn chở sáng Kenzo bên trong. Đó, bắt trong cái chóa qua luôn anh em luôn. Thằng nước sơn là rất là ken ha. Đó, bóng lưỡng nha. Phuộc upside down nè. Đó, ốc tán zin theo xe hết, dĩa dày đẹp. 215 nha anh em, đăng ký 215 tới giờ là cũng rất là lâu rồi ha. 8 năm. Đó, chất xe là nguyên zin hết, bảo hành máy móc cho anh em 3 tháng mà mấy con này rất là bền, chả có gì hết. Đó, cứ vậy mà thay nhớt đều, anh em cứ thay nhớt đều đặn, đổ xăng, bảo trì bảo dưỡng đúng là ok. Nói chung là nó không có công nghệ nhiều nên là cái độ hư hao hay là hư vặt nó cũng không có nè, với lại nó là hãng Nhật nữa, siêu bờ luôn. Con này còn nguyên cây bô zin luôn nè. À, anh em mà thích lên súng thì bên em vẫn hỗ trợ lên súng cho anh em nha, thoải mái luôn. Cam đen biển Sài Gòn, anh em sang tên rút hồ sơ đều ok hết nha. Đó, chất xe liền lạc hết, bô zin. Anh em thích đi bô độ thì bên em vẫn hỗ trợ lên bô độ cho anh em, tại vì nhiều xe thì em mới có thể hỗ trợ được cái vấn đề đó ha, cho anh em test bô thoải mái luôn. Đó, ốc tán là nguyên zin hết nha, đẹp hết.
quay chi tiết như thế này rõ từng ngóc ngách chi tiết để những anh em nào ở xa á, mình có thể mình xem sơ video hay là mình có thể là mình chốt liền tay luôn anh em. Đó. Anh em cứ việc xem video kỹ thôi. Em quay khá là chậm ha, đều đặn từng góc. Anh em có thắc mắc chỗ nào thì có thể là alo cho em video call cho xem xe trực tiếp ngay tại chỗ luôn. Đó là hỗ trợ anh em ở xa. Còn những anh em nào mà gần gần ở đây khu vực Thủ Đức hay là thành phố Hồ Chí Minh thì cứ ghé trực tiếp cửa hàng em để mình xem cho nó rõ hơn ha. Cũng khá là nhiều xe. Đó, nhôm sinh dĩa mới nè. Đẹp luôn. Rồi. Về có đổ xăng đi anh em. Gai vỏ còn rất là ok. Đó, quả đã, nước sơn là bóng bẩy luôn nha. Cam đen siêu đẹp, siêu bóng bẩy. Hộp chất xe 4 máy. Khuyến cáo cho anh em nào mà to xíu, bự chảng xíu ha. Để xử lý em nó một cách tốt nhất. Máy là hú rất là phê nha anh em. Đó. Như anh em mà chơi trải nghiệm những một hai máy xong là thế nào cũng sẽ tìm mọi cách, thời gian, tiền bạc để mình up lên được 4 máy ha. Đây là một mẫu xe 4 máy giá khá là mềm rồi. 130 máy cũ thôi. Hả? Giá 8 139 cũ 8, đăng ký 25 nha anh em. Rồi, tới một mẫu xe cuối cùng sẽ là mẫu xe thần thánh luôn. Kawasaki Z1000 là thần thánh luôn nha anh em. Mẫu này thì nó đăng ký 25. Đó, giá hiện tại là em đang bán là 229 cũ. Đó, nhưng mà nó không bị chết theo thời gian anh em ơi. Nó vẫn ngầu, có một góc cạnh riêng của nó nha. Con này thì đã được lên một bộ tem Z1000R và full vàng ốc titan. Rất đẹp, bô zin móc bỏ bầu. Đó là những combo cho dòng xe Z1000. Biển nút gầm yên độn. Đó. Full titan luôn anh em thấy không? Đó, chất xe full titan. Vàng áo nước sơn đẹp nè. Bóng bẩy nè. Lên tem Z1000R. Đó. Tay côn CRG luôn nha. Rồi, sơ lược dòng xe này cho anh em luôn. Xi nhan LED, nói chung là mấy món đồ chơi cơ bản thì cũng đã được cập nhật hết rồi. Chống đổ che két nè. Đây full nhà ốc titan anh em, rất là đẹp. Trước sau thì ba lốt Michelin rất là keng nha. Hiệu cho mẫu xe này là chơi là giống như anh em chơi quay rim với SH nâng tầm mới thôi, chứ máy móc là siêu lành và siêu bền luôn và dễ chơi. Đi tour thì anh em đóng cũng phải được 2 xị ngoài rồi à, cũng rất là phê rồi. Ở đó những anh em mà mới chơi những dòng xe phân khối lớn ha. Đó, full titan. Quá đẹp. Rồi đây che FI nè. Hai che lỗ sườn của DIMV hết nha anh em, đồ chơi DIMV hết. Rồi bên kia thì che bướm xăng. Đó. Đủ thứ hết. Đây có một cái ốp carbon nhẹ dưới đây nữa. Đó. Full titan và keng. Bô zin móc hay chết 1000 thì không thể bỏ qua cái bộ bô tại vì đặc trưng của nó là đã rất là đẹp rồi anh em. Anh em khỏi cần phải lên bô hết đó, cứ bô zin móc ra chơi thôi. Cặp bô còn rất là liền lạc luôn nè, đẹp ơi là đẹp. Cặp bô rất là đẹp, tay chống bên sẵn luôn. Đó, ốc titan là bích chịch luôn. Quá đã, dĩa dày ha. 2015 chất xe quá trời đẹp, rất là dễ chơi. 220 máy cũ thôi, cực kỳ dễ chơi luôn. 4 máy 1000 cc
Body thì nhìn như khủng long vậy đó. Đèn sau có tích hợp luôn cả xi nhan nè anh em. Bộ nhông sinh dĩa này cũng 3 triệu mấy 4 triệu á. Bộ nhông sinh dĩa rất là đẹp, rất là xịn sò ha. Ốp này được dán carbon nha anh em, về zin thôi. Tay côn CRG nè, công tắc thì chắc là để mở đèn. Kawasaki Z1000 bỉ Sài Gòn giá là 229 củ 8 nha, đăng ký 215 đó, anh em nào mến thì đến với em nha, quá đẹp luôn. Rồi lên cho anh em ba dòng xe 4 máy ha, CB 650 giá là 180 mấy củ, Kawasaki Z8 130 mấy củ và mỗi xe Z1000 thần thánh 220 mấy củ nha. Anh em mình chơi dòng xe nào thì alo trực tiếp giùm em đó. Và còn rất là nhiều dòng xe khác tại trạm xe lướt Thiên Mô Tô Thủ Đức ha, anh em có thể truy cập website để tham khảo thêm, từ 150 cho tới 1000 cc luôn, tay ga xe nhỏ gì có đủ luôn nha anh em, rất là đẹp. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye anh em, hẹn mọi người vào những mẫu xe tiếp theo nha, đừng quên cho em xin một like, một follow. Khi mà mua xe bên em thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm, một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1 tới 2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại ken, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.